phương pháp thay giáo bằng xúc giác, tức là vuốt ve vào bụng bầu. Tuy nhiên với những động tác mà vuốt ve quá mạnh, đặc biệt vào vùng đại tử cung, thì có thể gây dọa sinh non hoặc là sẽ thai. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về chủ đề thai giáo và chăm sóc con từ trong bụng mẹ, được tư vấn bởi thạc sĩ bác sĩ Trương Thị Thanh Huyền đến từ khoa sản Bệnh viện Hoàng Mỹ Đà Nẵng. Thai giáo là quá trình giáo dục với các biện pháp được tổng hợp bắt đầu từ lúc mới mang thai, điều chỉnh hoàn cảnh trong và ngoài cơ thể tránh những kích thích ảnh hưởng không tốt, mang đến cho thai nhi những ảnh hưởng có lợi, thúc đẩy sự phát triển khỏe mạnh về thể chất và tinh thần của thai nhi. Những lời yêu thương, những bài thơ, những mẫu truyện nhỏ ba mẹ có thể nói với thai nhi cũng rất hiệu quả về mặt cảm thụ ngôn ngữ của trẻ sau này. Ba mẹ có thể chia sẻ những cảm xúc mỗi ngày với trẻ và tất nhiên ưu tiên những cảm xúc tích cực. Xem bé là một người bạn đang hiền hậu, bạn có thể nói với con rằng: con à, hôm nay mẹ thấy cái này đẹp, cái này vui, mẹ gặp người này dễ thương, và tạo thành một cái thói quen cho cả trẻ sau khi ra đời. Lúc đầu đối với một số ba mẹ là khó khăn, và lâu dần các bạn sẽ quen, và điều đó cũng sẽ giúp bạn bớt mờ ngỡ khi đón bé chào đời. 6 cái lợi ích mà mẹ và bé nhận được khi tiến hành thai giáo bao gồm như sau. Thứ nhất là nó phát triển ngôn ngữ cho trẻ, và thứ hai là em bé được thai giáo đúng cách sẽ thông minh hơn, chỉ số IQ tăng lên, và nhờ có bố mẹ giúp phát triển nhận thức sớm hơn các bạn khác. Ba nữa là thai giáo giúp trẻ phản xạ tốt hơn, và bốn là thai giáo làm tăng chỉ số cảm xúc ở trẻ IQ, giúp trẻ tăng khả năng nhận thức, hiểu và truyền đạt sau này. Năm nữa là thai giáo là con đường gắn kết tình thân giữa bố mẹ và thai nhi, và sáu là nó tránh trầm cảm cho mẹ bầu. Trên thực tế thì không có một cái mốc thời gian cố định để bố mẹ bắt đầu quá trình thai giáo cho thai nhi, mà chúng ta sẽ dựa vào cả cái cột mốc phát triển của em bé về năm giác quan mà bố mẹ có chương trình thai giáo phù hợp cho từng bé. Thứ nhất là về thính giác, thai nhi chăm chú lắng nghe tốt nhất sau tuần thứ 16-17 của thai kỳ. Thứ hai là về thị giác, vào tuần thứ 18 của thai kỳ, thai nhi mới bắt đầu có khả năng cảm thụ về ánh sáng. Thai giáo thị giác, cụ thể là thai giáo bằng ánh sáng đúng cách, có thể giúp kích thích thị giác của bé, là tiền đề vững chắc để bé có đôi mắt khỏe mạnh khi chào đời. Và về vị giác thì vị giác của thai nhi hình thành và phát triển từ tuần thứ 13 của thai kỳ. Đến tuần thứ 16 thì bé đã bắt đầu có gai lưỡi để cảm nhận các cái mùi vị khác nhau. Về khứu giác thì tuần thứ 9 của thai kỳ, xoang mũi của bé đã được hình thành đầy đủ, các cái dây thần kinh kết nối khứu giác với não bộ bắt đầu làm việc từ tuần thứ 13. Và về xúc giác thì tuần thứ 8 trở đi, cùng với sự phát triển của thính giác và thị giác, thì thai nhi đã bắt đầu cảm nhận những gì tồn tại xung quanh nhờ xúc giác đã bắt đầu phát triển. Hiện nay thì có hai cái phương pháp thai giáo chính được nhiều mẹ bầu và gia đình áp dụng và cho kết quả khá là tốt. Thứ nhất, thai giáo gián tiếp là phương pháp thai giáo mà bố mẹ cần thực hiện một số tác động về mặt tinh thần, mặt dinh dưỡng, đặc biệt là tránh những kích thích không tốt đến người mẹ. Phương pháp thai giáo thứ hai là phương pháp thai giáo trực tiếp, là phương pháp thai giáo mà ở đó bố mẹ sử dụng những cái thông tin bên ngoài trực tiếp tác động lên thai nhi và khiến thai nhi cảm thấy vui vẻ, hứng phấn, qua đó kích thích sự phát triển tinh thần của thai nhi. Trong đó thì như các mẹ biết, cái liệu pháp âm nhạc cũng là một liệu pháp thai giáo trực tiếp rất hiệu quả. Hôm nay nghe ông bà xưa hay truyền miệng những quan niệm về việc nuôi con phải thế này, phải thế khác. Vậy những quan niệm đó thực tế có phù hợp và khoa học không? Các mẹ cùng chờ bác sĩ giải đáp trong phần tiếp theo nha. Hình trai xinh, gái đẹp, đẻ con ra sẽ đẹp giống như vậy là đúng hay sai? Thực ra cái đặc điểm của em bé xinh đẹp hay là mắt to mũi cao như thế nào đó thì nó đã được quyết định ngay khi trứng và tinh trùng gặp nhau, tức là cái thời điểm thụ tinh. Những cái đặc tính di truyền là được quyết định lúc đó. Ba mắt đen, ba mẹ mắt đen tóc đen thì không thể sinh ra con tóc vàng mắt xanh được. Và bé sẽ có những cái đặc điểm tình trạng của bố và mẹ, và bé cũng có những cái đặc tính riêng của em của bé. Tuy nhiên khi quá trình mang thai, bạn ngắm những cái người xinh đẹp như những cô diễn viên, những anh chàng ca sĩ thì cũng là làm cho cái tinh thần của mẹ bầu được thư thái, và đó cũng có một liệu pháp thai giáo rất là tốt. Cho bé nghe nhạc cổ điển, mở
mở nhạc to để bé nghe rõ sẽ tốt cho sự phát triển trí não của bé sau này, là đúng hay sai? À, thực chất phương pháp thay giáo bằng âm nhạc là một cái phương pháp được rất là nhiều cái công trình khoa học chứng minh rằng nó rất là tốt cho sự phát triển IQ và EQ của trẻ. Và thường các bạn sẽ chọn những cái thể loại âm nhạc mang tính hàn lâm cổ điển mà bản thân các bạn không cảm thụ được, và các bạn sợ rằng á, cái màng bụng nó sẽ ngăn cách làm cho em bé nghe được nghe kém, thì các bạn mở với cái âm lượng rất là lớn, và điều đó không hẳn hiệu quả, thậm chí là còn gây nguy hiểm cho em bé khi mà bạn mở cái tần số sóng nhạc từ 4.000 đến 5.000 Hz thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái tiếng giác của em bé. Thực ra bạn chỉ cần chọn những cái giai điệu âm nhạc nhịp khoảng từ 60 đến 80 nhịp trên một phút tương ứng với cái nhịp tim của mẹ, và những cái giai điệu nhẹ nhàng như dân ca, nhạc trữ tình như mà bạn cảm thấy rằng bạn cảm thu được và bạn cảm thấy thoải mái là được. Thường xuyên xoa bụng bầu sẽ tốt cho mẹ và bé sau này, là đúng hay sai? Vào tuần thứ 18 đến tuần thứ 20 thì lúc đó những cái cử động của bé là mẹ bầu có thể cảm nhận được, người ta gọi là thai máy. Và lúc đó thì bố mẹ và gia đình có thể bắt đầu những cái phương pháp thai giáo bằng xúc giác, tức là vuốt ve vào bụng bầu. Tuy nhiên với những động tác mà vuốt ve quá mạnh, đặc biệt vào vùng đại tử cung, thì có thể gây dọa sinh non hoặc là sẻ thai, thì điều đó không tốt. Và đặc biệt trong một số cái trường hợp mẹ bầu có vết mổ cũ, đi khám có cơn co bất thường, hoặc những cái trường hợp mà thai nghén có nguy cơ cao, thì mẹ bầu cần phải tham vấn bác sĩ sản khoa của mình trong mỗi lần thăm khám. Thực chất không cần phải nhất thiết phải kích thích để cho em bé cử động, mà những động tác vuốt ve, đụng tác đụng chạm và trò chuyện với con bằng lời nói và kể cả trong ý nghĩ, nó cũng đã rất là hiệu quả rồi. Việc thay giáo quan trọng nhất là từ tâm của mẹ và gia đình. Bé sinh ra sẽ được thông minh và khỏe mạnh nếu mẹ bầu được chăm sóc y tế cẩn thận bằng việc theo dõi thai nghén định kỳ, và bé được lớn lên trong môi trường gia đình yêu thương thấu hiểu. Chúc bé và mẹ bầu có một thai kỳ khỏe mạnh. Buổi chia sẻ hôm nay đến đây phải tạm dừng rồi. Còn bây giờ thì Homie xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các mẹ ở những video tiếp theo. Mẹ nhớ nhấn subscribe để theo dõi thêm nhiều kiến thức thai kỳ hữu ích nha.